Chào các bạn, mình là Tèo. Chỉ còn ít ngày nữa là đến sinh nhật 1 tuổi của mình rồi. Nhưng mà hôm nay thì mình đang buồn nên là mình chẳng còn tâm trạng mà nghĩ đến những bữa tiệc sinh nhật hoành tráng nữa. Nhân đây mình tâm sự câu chuyện buồn của mình cho các bạn nghe nhé. Từ khi mình 9 tháng tuổi, mình bắt đầu để ý ba mẹ mình dường như quan trọng hóa chuyện ăn lên thì phải. Dần dần ba mẹ bắt đầu cố đưa thêm mình một miếng nữa, lại một miếng nữa, trong khi mình đã ăn xong rồi. Rồi một ngày kia, họ cho mình ăn một thứ gì đó khó chịu và mỡ màng. Họ gọi đó là gan. Họ nói cái này tốt cho mình. Lúc đầu nó được tách riêng ra và mình cũng không quan tâm lắm. Nhưng vì muốn ba mẹ được vui nên là mình ăn một miếng to. Đến nỗi mà mình cảm thấy bụng mình hết chỗ chứa. Và bữa ăn tiếp theo thì mình phải ăn ít lại. Giờ mình hối hận về những gì mình đã làm ghê. Đáng lẽ mình phải nhào ra khỏi ghế ngay từ đầu. Mình tự hỏi người ta nói có đúng không nhỉ? Nếu như bạn làm bố mẹ bạn vui lòng dù chỉ một lần, thì lần sau họ sẽ đòi hỏi nhiều hơn. Mình luôn nghĩ rằng mình có thể cùng ba mẹ nói chuyện với nhau trong một sự kiên nhẫn, tránh xa những lúc ba mẹ thật độc đoán trong quá khứ. Nhưng bây giờ ánh sáng đó đã tắt rồi, mình không biết phải nghĩ gì nữa. Vấn đề thực sự bắt đầu vào 6 tuần trước, lúc mình 10 tháng tuổi. Bỗng nhiên mình cảm thấy ốm yếu hẳn. Đầu, lưng, cổ họng mình đau lắm. Cái đầu là tệ nhất đấy. Mọi âm thanh dường như vang vọng và nó dội ngược từ đỉnh đầu xuống đầu rồi tới tận ngón chân mình. Khi bà ngoại gọi Tèo Tèo, mình nghe như thể đầu muốn nổ tung. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi thay vì mình có thể khóc để xả ra như mọi lần, bây giờ ngay cả tiếng khóc cũng vang dội ngược trong đầu. Và mình cảm thấy tệ hại lắm. Đôi khi cái thứ mềm nhũn nhão nhuyết trong tã của mình cũng thay đổi luôn. Cơ mà mình không biết gọi nó là cái gì, bởi vì mẹ có cho mình chơi với nó đâu. Mùi của nó thì kinh lắm, mà mông mình thì muốn cháy luôn rồi. Cô bẩm bạn mình nói là mình bị virus rồi, nhưng sẽ mau khỏi thôi. Nhưng ba mẹ mình không biết nhiều như bẩm, vì họ trông lo lắng lắm. Họ hành động như thể họ không biết làm gì ấy. Trong suốt cả tuần mình không thể nuốt. May mắn là mình còn ti mẹ. Việc đó cũng dễ lắm. Nhưng mà với đồ ăn thì lại là chuyện khác. Mình cảm thấy có một cục u trong cuốn họng nên mình quăng hết mọi thứ. Điều kỳ cục là mình không còn đói nữa cơ. Mình rất muốn nói cho ba mẹ biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng mà họ không hiểu. Đôi khi mình bực mình ba mẹ ghê. Mình nghĩ đây là thời điểm ba mẹ phải học ngôn ngữ của mình rồi. Họ cứ hành động ngược lại thôi. Mình gào khóc trong im lặng và lâu ơi là lâu chỉ để nói bế con đi. Và họ lại đặt mình vào cúi. Mình chế môi vì muốn nói hôm nay con không muốn ăn. Thì họ lại đem nhiều đồ ăn hơn. Mình cự tuyệt thật sự. Thêm miếng nữa là con ói đó. Và ba mẹ bắt đầu nổi điên lên. Và bắt đầu hét vào mặt mình vài câu đại loại như con hư, khó nuôi. May mắn là tình trạng nhức đầu chỉ diễn ra vài ngày thôi. Nhưng ba mẹ mình thì vẫn cứ như vậy. Họ lại tiếp tục nài nỉ mình ăn những thứ mình không muốn. Bây giờ không còn tình trạng một miếng nữa đi con như trước kia nữa, mà họ mong mình ăn hai miếng, ba miếng cơ. Ba mẹ hành động kỳ lạ lắm. Một phút trước họ dỗ ngọt mình, họ đặt đồ ăn lên muỗng và máy bay kìa con, vroom. Rồi một phút sau họ lại quát lên và cạy miệng mình ra, hoặc là họ ngồi khóc buồn rũ rượi và khóc lóc. Mình cũng không hiểu, nếu như mà ba mẹ bị virus thì sao nhỉ? Chắc họ cũng đau đầu và lưng chứ. Mà dù sao đi nữa, bây giờ những bữa ăn đối với mình như là một sự thử thách lớn. Mình chỉ muốn quăng ném tất cả và không còn thú vui ăn uống như ngày xưa nữa. Mình ước giá như ba mẹ có thể hiểu được tâm sự này. Thế nhé, tâm sự một chút cho đỡ buồn thôi. Bây giờ thì mình phải đi làm bình sữa đã. Bye bye các bạn. Mình hy vọng là cái video này đã cung cấp được những cái thông tin hữu ích cho mọi người. Mọi người đừng quên ấn like và đăng ký kênh của mình nhé. Hãy ấn vào nút hình quả chuông ở bên dưới để nhận được thông tin mới nhất khi mà mình phát sóng. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.